Chủ nhân của những chiếc bánh tart hấp dẫn và thơm ngon này là em Hồ Nguyễn Thị Minh Châu, hiện đang là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu. Tuần hai lần, Minh Châu mang bánh đến tặng cho các y bác sĩ trực ca ở bệnh viện Lê Lợi, với mong muốn những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh có sức khỏe. Dạ, lúc đầu thì em chỉ làm bánh để giết thời gian thôi, nhưng mà lúc sau khi mà thấy cái mùa dịch này nó đang quá là hành hành như vậy thì em nghĩ là mình cũng nên làm một cái thứ gì đó để giúp đỡ cho xã hội và cộng đồng. Thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu của em chính là làm một số bánh để cho các y bác sĩ đang cống hiến hết mình ở bệnh viện, và đồng thời cũng là dùng cái số tiền mà mình bán bánh được để mua khẩu trang cho các y bác sĩ ở đó. Nhà của em Hồ Nguyễn Minh Châu ở tổ 10, ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, một vùng quê vốn rất đổi bình yên. Châu sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều là viên chức ngành y tế, nên từ nhỏ em đã thấu hiểu công việc vất vả của ba mẹ với những buổi cơm dội vàng để dội dã vào bệnh viện trực đêm. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Minh Châu là một cô bé tự giác, có ý thức cao trong học tập, ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ. Mười hai năm cấp sách đến trường, là ngần ấy năm Châu là học sinh giỏi. Năm lớp 9, Châu đạt giải nhì môn văn cấp tỉnh. Năm học lớp 11 và lớp 12, đạt giải ba môn tiếng Anh cấp tỉnh. Minh Châu không chỉ là một cô học trò siêng năng học giỏi mà còn biết phụ giúp công việc nhà, chỉ dẫn cho các em của mình học tập. Đặc biệt, Châu rất khéo tay trong khâu làm bánh. Con thấy giờ rất tuyệt vời. Và hay ở chỗ con học bài, tô màu, viết chữ, nấu ăn cho con. Đặc biệt là dì hay làm bánh, bán và mua khẩu trang, làm từ thiện cho những bác sĩ. Và con cũng hay phụ dì hay làm bánh nữa. Minh Châu còn là một cô bé có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Em thường sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả mọi người, mọi nhà, các ngành, các cấp cùng chung tay để phòng tránh dịch, thì Minh Châu cũng muốn góp một phần công sức của mình. Từ số tiền tiết kiệm do cha mẹ cho, Châu mua bột về làm bánh tá trứng, bán qua mạng. Em dùng tất cả số tiền kiếm được, mua tiếp nguyên liệu về làm bánh, tặng cho các y bác sĩ tại bệnh viện Lê Lợi. Mong muốn của Châu là góp phần giúp đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Lê Lợi có đủ dưỡng chất, đủ sức khỏe để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trong giai đoạn khó khăn này. Em bé Minh Châu là học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, đã hàng ngày là đem làm tự tay làm bánh đem vô gửi cán bộ nhân viên của bệnh viện Lê Lợi. Em vẫn dành tự tay làm bánh và dành những tình cảm gửi tới, động viên tinh thần tới cán bộ công nhân viên của bệnh viện, cũng như góp sức chung tay góp sức cùng bệnh viện, cùng sở y tế để chống lại dịch COVID. Trong lúc này, khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, mỗi hành động nhỏ vì cộng đồng của mỗi cá nhân như em Minh Châu, dù rằng bình dị, cũng là đang góp sức cùng mọi người quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.